Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hành thông. Thưa quý vị, chúng ta đều biết, sống ở trên đời có làm thì mới có ăn. Vạn điều tốt đẹp, may mắn đều phụ thuộc vào thực lực, sự chăm chỉ, chịu thương, chịu khó. Vậy nhưng ở ngoài kia, vạn sự đều khó lường. Các cụ vẫn nói, thời vận không thông, mưu cầu vô ích. Luôn có những vận hạn từ ngoại cảnh tác động đến chúng ta từng ngày từng giờ, khiến cho cuộc sống của nhiều người trở nên bế tắc và sâu bi. Thế nhưng, không ít người trong số chúng ta đúng vào ngày này lại có cơ hội lội ngược dòng, biến nguy thành an, đổi vận giàu sang phú quý chỉ sau một đêm. Chuyện không làm mà vẫn có ăn là có thật với họ. May mắn ở đâu bỗng nhiên ùn kéo đến với những con giáp này. Công việc hanh thông, thuận lợi, được bạn bè giúp đỡ, đầu tư kinh doanh thì làm đâu chúng đó. Thậm chí một số người mua vé số chơi chơi, ai ngờ chúng thật. Xin mời quý vị cùng theo dõi video để biết được đó là những con giáp nào và mình có nằm trong những con giáp may mắn này hay không nhé. Một, tuổi Tuất. Nhờ có nhị hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Bạn nhiệt tình giúp đỡ người khác nên cũng được mọi người giúp sức khi gặp phải khó khăn. Hôm nay mọi việc đều được giải quyết thuận lợi. Với người làm kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để bạn ký kết, hợp tác với đối tác và khách hàng. Ký hợp đồng vào hôm nay sẽ khiến đôi bên hợp tác ăn ý, tìm ra những hướng đi đúng đắn để lợi nhuận đổ ào ào vào túi. Tình hình công việc suôn sẻ và thuận lợi mang đến cho bạn niềm vui và nguồn năng lượng dồi dào để thực hiện những dự án ở phía trước. Hôm nay bạn nhận được một khoản tiền thưởng không nhỏ, có thể thỏa sức mua sắm, đồng thời cũng để dành được một khoản cho tương lai. Nhờ sự nghiệp có những bước tiến lớn, tình hình tài chính của bạn cũng khả quan hơn rất nhiều. Tuy nhiên, mộc khắc thổ cho thấy mối quan hệ gia đình của con giáp này lại không được thuận lợi như vậy. Có lẽ bạn cần phải hạ cái tôi của bản thân xuống và lắng nghe ý kiến của mọi người nhiều hơn. Bạn chớ nên thiếu kiên nhẫn với những người thân yêu nhất. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Hợi. Đây là thời điểm mà người tuổi Hợi được nghỉ ngơi và tận hưởng những thành quả của bản thân trong suốt thời gian vừa qua. Hãy nuông chiều bản thân một chút đi nhé, vì hôm nay túi tiền của bạn luôn đầy mà. Tuổi Hợi sẽ thực hiện được kế hoạch, dự định ấp ủ đã lâu trong thời điểm này. Bạn cũng sẽ thực hiện được nhiều kế hoạch và dự định ấp ủ đã từ lâu. Xem tử vi hôm nay, thủy sinh mộc, người tuổi Hợi luôn rất yêu thương và quan tâm đến mọi thành viên trong gia đình của mình. Mỗi khi gặp vấn đề khúc mắc khó giải quyết, bạn không ngại tâm sự với họ để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Người độc thân đã bước ra khỏi ám ảnh quá khứ và sẵn sàng mở lòng với những đối tượng triển vọng. Trạng thái tinh thần tích cực sẽ khiến cuộc sống của bạn nhanh chóng sang trang. Hãy sẵn sàng đón chờ những điều tốt đẹp nhé! Trình ấn soi chiếu, sự nghiệp của bản mệnh cũng đang có những bước phát triển rõ rệt. Bạn bắt được vào guồng quay của tập thể và sẵn sàng cống hiến sức lực của mình để tập thể có thể vượt qua thách thức và vươn tới thành công. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Dần. Theo các chuyên gia phong thủy tâm linh nhận định, tam hội giúp sức, người tuổi Dần nhận được sự giúp đỡ của quý nhân trong ngày hôm nay. Bạn có thể chạm tay vào những cơ hội đáng quý, khiến con đường công danh sự nghiệp bỗng rộng mở hơn hẳn. Với người làm lãnh đạo, bạn nhận ra được những nhân viên tiềm năng và tâm huyết với công việc. Hãy có kế hoạch dìu dắt, nâng đỡ đối phương, vì có thể tương lai họ sẽ là cánh tay đắc lực của bạn. Trong ngày mộc vượng như hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc bị thương tay chân. Vì thế bạn nên chú ý vận động hoặc lao động hợp lý, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức kẻo gây nên di chứng.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Mão. Hôm nay có lẽ là một ngày làm trọn vẹn với nhiều niềm vui và suôn sẻ ở phía trước với người tuổi Mèo. Trong công việc, bạn được ghi nhận và khen thưởng trước khi những đóng góp của bạn trong công việc suốt thời gian vừa qua. Về mặt tài chính của bạn cũng rất ổn định và hanh thông. Sức khỏe của người tuổi Mão vô cùng tốt. Bạn chỉ cần duy trì thói quen tập thể dục đều đặn là sức khỏe sẽ ngày càng đi lên hơn nữa. Tỷ kiên thúc đẩy, người tuổi Mão kiên định với những mục tiêu của mình. Bạn sẵn sàng bắt tay vào công việc mà không cần bất cứ ai thúc giục, thậm chí bạn còn hoàn thành bỏ ngoài tai ý kiến của mọi người xung quanh. Quyết tâm là tốt, song bạn cần tránh biến mình thành một kẻ mù quáng, bảo thủ. Trước khi làm việc gì, bạn cần đánh giá được vấn đề, dự đoán những thuận lợi và khó khăn mình có thể gặp phải, đồng thời học cách lắng nghe các quan điểm trái chiều. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Mùi. Trong ngày hôm nay, do được tam hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi có cơ hội khẳng định vị thế của mình và gây ấn tượng cho người làm lãnh đạo. Bạn có thể được phân công thực hiện những nhiệm vụ hoặc giữ chức vụ quan trọng. Với người làm lãnh đạo, bạn nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới. Tất cả là nhờ bạn luôn quan tâm đến nhu cầu và khả năng thực tế của nhân viên, từ đó sắp xếp mọi người vào đúng những vị trí phù hợp. Nếu bạn chăm chỉ, hoàn thành tốt công việc thì tiền lương, tiền thưởng sẽ được cải thiện, tạo được bước đà tốt cho nửa cuối năm để đạt được mục tiêu thăng tiến. Đồng thời, bạn cần có kế hoạch rõ ràng cho những dự định sắp tới, mở rộng cơ hội làm giàu, phất lên nhanh chóng. Tiếc rằng mộc khắc thổ lại cho thấy những bất ổn trong lĩnh vực tình cảm. Khi bạn còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình thì đừng vội vàng gật đầu với ai. Tốt nhất, hãy cho đôi bên thêm thời gian để hiểu và cảm nhận đối phương. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Thân. Chính quan tương trợ, người tuổi Thân có thể hoàn thành xuất sắc công việc dưới sự dìu dắt của cấp trên hoặc quý nhân. Bạn tiếp thu các kiến thức một cách nhanh chóng và áp dụng phù hợp trong thực tế, là tấm gương để mọi người noi theo. Người tuổi Thân vốn rất thân thiện và rất hiếu khách, vì vậy đi tới đâu họ cũng có bạn bè, người quen giúp đỡ. Ngày hôm nay, người tuổi Thân được cát tinh thiên đồng cao chiếu, tài vận được cải thiện. Mặt khác, người tuổi Thân vốn đã rất may mắn, cộng thêm tầm nhìn sáng suốt và sự hiểu biết sâu rộng trong việc kinh doanh. Nếu biết nắm bắt thời cơ sẽ có thể thuận lợi gây dựng được sự nghiệp vĩ đại cho riêng mình, một đời được hưởng phú quý. Đây là thời gian thích hợp để bạn theo đuổi mục tiêu cho tương lai. Vận may đang đến với bạn, hãy tận dụng nó, tích cực chăm chỉ sẽ thu được kết quả khả quan. Tuy nhiên, con giáp này đừng nên kiêu ngạo vì những gì mình vừa gặt hái được. Xung quanh bạn vẫn luôn có rất nhiều điều mới mẻ. Dù bạn có tài giỏi đi nữa thì mọi người vẫn sẽ có những ưu điểm để bạn học hỏi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.